Xin chào các bạn, mình là Tuấn Khoai đến từ Vật Tư Làm Nông. Thì theo như các bạn đã biết, để cây mà ra hoa kết quả nhanh á thì chúng ta phải khoanh vỏ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm là keo dao khoanh vỏ chiếc cây chuyên dụng. Thì cái sản phẩm này nó có cái lưỡi cắt được làm từ chất liệu thép không gỉ, bề rộng lưỡi 5cm, có thiết kế dạng răng cưa nên là có thể giúp các bạn biết khoay khoanh vỏ trong nhiều trường hợp khác nhau. Thì cái tay cầm này nó được làm từ nhựa nên rất là bám tay, thao tác nhẹ nhàng hơn. Cái sản phẩm này nó được thiết kế theo kiểu là dạng bóp. Hiện tại Vật Tư Làm Nông đang phân phối sản phẩm này với giá là 80.000. Nếu mà các bạn quan tâm á thì hãy liên hệ với hotline 0985 110044, hoặc là các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới phần mô tả để đặt hàng ngay hôm nay nhé. Nếu các bạn quan tâm đến các sản phẩm của Vật Tư Làm Nông á thì hãy cho chúng tôi một subscribe nho nhỏ để theo dõi các sản phẩm mới nhất, các video mới nhất về các sản phẩm của Vật Tư Làm Nông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.